nhân dịp 7 năm ngày cưới, Harry Won đã đăng tải bộ ảnh cưới đặc biệt cùng ông xã Trấn Thành. Những khung ảnh tuyệt đẹp cùng biểu cảm hạnh phúc của cặp đôi được khán giả lẫn bạn bè đồng nghiệp gửi lời chúc mừng. Trấn Thành, Harry Won là một trong những cặp đôi nghệ sĩ quyền lực hiện nay, cặp đôi vượt qua không ít sóng gió và đồng hành cùng nhau. Mới đây, nhân kỷ niệm 7 năm kể từ ngày chính thức về chung một nhà, Trấn Thành và bà xã thực hiện bộ ảnh cô dâu chú rể với concept thập niên 80-90 của thế kỷ trước, đầy tính hoài niệm khiến dân tình dần dần. Trở lại với hình ảnh cô dâu chú rể, cặp đôi trao nhau cử chỉ ngọt và ánh mắt âu yếm không khác gì lúc mới yêu, trong khi Harry Won diện một chiếc váy cưới ren tay bồng cổ điển chuẩn phong cách thập niên 90 được khen ngợi vì nhan sắc ngày càng trẻ trung và rạng rỡ, thì Trấn Thành trong bộ vest kẻ với tông màu nâu be cổ điển cũng phối hợp bày trò nhí nhố tạo 7749 kiểu ảnh lầy lội bên bà xã. Cả hai chụp ở những địa điểm nổi tiếng của xứ sở ngàn hoa, lưu giữ khoảnh khắc bình dị của cuộc sống như cùng nhau ngồi uống cà phê, ăn bánh mì, dạo phố và trao cho nhau những cử chỉ âu yếm ngọt ngào. Nhân ngày đặc biệt, Harry Won hạnh phúc thổ lộ, ngày Giáng sinh cũng là ngày cưới hai đứa, cưới nhau 7 năm, dữ quá dữ, anh chiều em nữa đi, nhìn mặt ông kia là thấy yêu tui dữ quá. Sau thời gian vướng 7749 tin đồn rạn nứt, Trấn Thành thổ lộ với Harry, 8 năm yêu em, 7 năm làm chồng em, 6 làm ô xin của em, nhưng anh biết sẽ còn rất rất nhiều năm nữa ở bên em, cảm ơn bà xã vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Trên trang cá nhân của mình, Trấn Thành cũng chia sẻ bộ ảnh kèm những lời yêu thương dành cho bà xã, 7 năm làm chồng, gia hạn nữa nha, anh yêu em. Bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới của Trấn Thành, Harry Won lập tức gây bão mạng xã hội với hơn 100.000 lượt thích sau chưa đầy 1 giờ đăng tải. Nhiều sao Việt như Trương Quỳnh Anh, Kiều Linh, Lâm Bảo Ngọc thích thú trước khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cuộc sống hôn nhân viên mãn của sao phim Bố Già. Trước đó, trong một chương trình, Harry Won cũng chia sẻ vài điều về kỷ niệm 7 năm kết hôn cùng Trấn Thành. Kính thưa quý vị, ngày Giáng sinh là ngày kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng em, kỷ niệm lần này là năm thứ 7 rồi, tụi em cảm thấy rất hạnh phúc, rất ấm áp, Harry và chồng em cũng mong quý vị khán giả cũng ấm áp giống như tụi em. Trấn Thành và Harry Won kết hôn vào tháng 12 năm 2016, thời điểm đó cặp đôi vướng không ít tranh cãi, cư dân mạng cho rằng đây là chiêu trò PR tên tuổi, thậm chí trên mạng còn lan truyền thông tin hôn nhân của Trấn Thành và Harry Won chỉ là hợp đồng. Vượt qua những sóng gió tình cảm, họ gắn bó và khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc hiện tại. Trong suốt 7 năm về chung nhà, Trấn Thành và Harry Won nhiều lần vướng tin đồn trục trặc. Hồi cuối năm 2022 xuất hiện những đồn đoán cho rằng cặp đôi đã ly hôn vì ít tương tác trên mạng xã hội. Đáng nói, một số người còn đồn đoán Harry Won đã rời showbiz Việt để về Hàn Quốc sinh sống. Trước những lời đồn thổi, bà xã Trấn Thành lên tiếng cho biết cô và người bạn đời luôn có sự hòa hợp và thấu hiểu trong đời sống hôn nhân. Harry Won từng hạnh phúc chia sẻ, bên anh Thành, cuộc sống của tôi đầy áp tiếng cười. Về phía Trấn Thành, anh bộc bạch, mỗi ngày tôi mở mắt ra là nụ cười, nhắm mắt lại cũng là nụ cười, chưa gây lộ một ngày nào hết. Tôi với Harry cứ cố gắng sống tốt từng ngày, hay tới đâu vui tới đó.